Trước những diễn biến bất ngờ của COVID-19 thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã lên phương án để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Thành phố yêu cầu các điểm thi phải sắp xếp bàn ghế đảm bảo giãn cách giữa các bàn. Mỗi điểm thi bố trí ít nhất là 2 phòng dự phòng. Các trường trung học phổ thông rà soát sức khỏe của thí sinh, báo cáo các thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở vào trước 10 giờ ngày 4 tháng 8, tức là gần một tuần trước khi diễn ra kỳ thi. Với các cấp học khác thì học sinh mầm non, các trung tâm ngoại ngữ tin học, các cơ sở dạy học ngoài giờ khác cho học sinh, sinh viên, các học viên phải nghỉ học tới khi có thông báo mới. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, trong đó áp dụng một số biện pháp kiểm soát phòng chống lây nhiễm trên địa bàn theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ. Các biện pháp được bắt đầu thực hiện từ 13 giờ ngày hôm nay. Theo đó, ngoài các biện pháp như yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, thì bắt đầu từ 13 giờ chiều nay, 26 tháng 7, trên phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm quy định không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khu luyện tập thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch. Giảm giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ ăn trưa, sinh hoạt tập thể, đảm bảo không tập trung đông người, tạm dừng hoạt động dạy thêm, học thêm. Thực hiện tạm dừng tổ chức đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày kể từ ngày hôm nay 26 tháng 7. Ngoài các biện pháp được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo triển khai trong phòng chống bệnh được triển khai trong ngày hôm nay, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục giao Sở Y tế nhanh chóng tổ chức truy vết, truy lùng những dấu hiệu bệnh, những đối tượng liên quan đến những bệnh nhân đã mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra cũng phải theo dõi những trường hợp ho sốt trong cộng đồng để nhanh chóng xét nghiệm nhằm không bỏ sót, bỏ lọt những nguy cơ cao liên quan đến yếu tố dịch bệnh, từ đó đưa ra những biện pháp xử lý y tế kịp thời trong phòng chống dịch bệnh hiện nay. Ngay sau khi công bố bệnh nhân số 418 bị nhiễm COVID-19 đã từng tới khám và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã có công văn yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ, người bệnh, người nhà người bệnh của Bệnh viện Đà Nẵng. Cụ thể, thực hiện cách ly toàn bộ gần 2.000 y bác sĩ và nhân viên y tế cùng với khoảng 4.000 người gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Thời gian cách ly là 14 ngày, bắt đầu từ 1 giờ chiều ngày hôm nay. Các ngành chức năng phải đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian thực hiện cách ly này và phải phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố phân bổ hợp lý bệnh nhân có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Đà Nẵng sang các cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn. Trước đó, thì Đà Nẵng cũng đã thực hiện phong tỏa cách ly toàn bộ gần 1.000 người tại Bệnh viện C Đà Nẵng sau khi xác định bệnh nhân mắc COVID-19 số 416. Cũng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì các hãng hàng không đã lên phương án phục vụ khách tại Đà Nẵng. Cụ thể, thì Vietnam Airlines vẫn duy trì lịch bay đi Đà Nẵng và điều chỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ và hỗ trợ hành khách xuất vé trước ngày 25 tháng này. Hành khách hoàn vé tự nguyện thì sẽ được xử lý theo điều kiện giá vé. Bamboo Airways cho phép khách đổi trả vé miễn phí từ hôm nay, có các chính sách để hỗ trợ cho cả khách lẻ, khách đoàn và khách gói combo. Còn Vietjet thì tăng cường thêm 15 chuyến bay ngày hôm nay từ Đà Nẵng đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ vận chuyển hành khách có nhu cầu đổi lịch hành trình đi lại, hoàn bảo lưu và hoãn tiền hành khách đối với các đường bay đi và tới Đà Nẵng. Tại cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm qua, thì nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thông qua hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Quyết định này được đưa ra sau khi Triều Tiên phát hiện ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên là một người trở về thành phố Kyeongsan hôm 19 tháng 7 sau khi vượt biên trái phép. Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh việc triển khai các biện pháp ưu tiên phong tỏa toàn bộ Kyeongsan. Trước tình hình hiện nay, thì Ban chấp hành Trung ương Đảng Triều Tiên đã quyết định chuyển từ hệ thống chống đại dịch khẩn cấp quốc gia sang hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa và ban hành các cảnh báo cấp độ ở mức cao nhất. Cũng theo KCNA, thì bệnh nhân nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 đang được cách ly một cách nghiêm ngặt.